Xin chào các bác quay trở lại kênh YouTube của Bonio. Trở lại kênh ngày hôm nay thì có về cho các bác một cái bộ màng gỗ có tên là JVC EXHR9 các bác nhá. Đây là một dàn màng gỗ cao cấp của JVC và Victor. Bản chất của JVC và Victor thì nó cùng là một công ty. Của tất cả đều là của hai thương hiệu đều là của JVC hết. Đây hôm nay bộ em về cho các bác bộ cực kỳ đẹp. Em có thể nói là nó vô cùng đẹp các bạn. Bộ này mà thực sự nó chỉ thiếu có hộp thôi, chứ nếu mà có hộp thì các bác em bảo hàng mới không, nhiều bác vẫn tin. Ở đây thì các bác nhìn nhá, phụ kiện nó sẽ có như thế này. Phụ kiện nó để ở dưới thì sẽ quay cho các bác xem phụ kiện trước này. Phụ kiện của nó sẽ đầy đủ cho các bác là e cang này, hai cái e cang để che loa, một cái quyển sách hướng dẫn JVC HR9, rồi một cái anten, rồi một cái khiển zin và một cái anten bắt cái này là AM này, cái này là FM. Thì các bác có nhìn trong sách hướng dẫn, các bác có thể thấy là nó sẽ có các phiên bản như HR5, HR7, HR9, HR11. Thì trước HR9 còn có HR7 và HR5. Đó. Thì HR9 thì sau HR11 thôi. Bây giờ sẽ quay cho các bác chi tiết cái review nó trước. Về hình thức thì các bác phải gọi là bộ này em có thể gọi là xuất sắc. Với mức giá của bộ này sẽ là 16.500.000 các bác nhá. Đẹp xuất sắc, không có gì để phải chê các bác. Vô cùng đẹp. Các bác có thể gọi là em rất bất ngờ khi em khui nó ra bởi nó cực kỳ đẹp. Toàn bộ phần hai bên phần âm ly này được ốp bằng gỗ. Em sẽ để máy xuống cho các bác xem cái nó phải bị rung. Đây. Ok. Thì cái toàn bộ cái phần âm ly ấy, thì được ốp bằng gỗ, làm cho cái tính cứng vững của âm ly nó tốt hơn và âm thanh hay hơn. Cái thứ hai là toàn bộ cái phần mặt trước này là được ốp bằng nhôm dạng phay xước, cực kỳ đẹp các bác nhá. Nhôm phay xước cực kỳ đẹp của hãng. Khay đĩa CD làm rất là tỉ mỉ, rất là kỹ càng. Một cái nút volume lớn để chúng ta chọn volume và bạn volume. Và cái điều đặc biệt là cái nút volume này nó phải là cái nút volume mà tròn vo các bác nhá. Chứ nếu mà nó bị móp thì cái bộ dàn nó sẽ mất giá trị. Ở dưới sẽ có cái nút khay cho chúng ta neck bài này. Và đây tất nhiên là trên điều khiển của nó cũng đã có hết chức năng đấy rồi. Còn trên mặt các bác có thể làm trên khiển cũng được. Tiếp đến là con này có sử dụng công nghệ K2, cái độc quyền của JVC và Victor. Khi các bác bật K2 lên hoặc các bác tắt K2 đi thì cái chất âm nó sẽ thay đổi, và rất là khi cho bật K2 thì nó sẽ làm sáng cái chất âm, làm cái nhạc cụ nó được đưa về vị trí âm thanh tốt hơn, và đặc biệt là nghe nó sẽ hay hơn, giải âm thanh nó sẽ rộng hơn, hoặc là âm hình nó rộng hơn đấy. Ok, tiếp đến là cặp loa này, con JVC HR9 trang bị một cặp loa có 4 cánh dẫn hướng như này. Đây là những phiên bản cao cấp thì mới có cái cánh dẫn hướng, còn cái phiên bản thường thì thường nó sẽ không có, để cho cái vị trí âm thanh, cái điểm đặt của âm thanh nó chính xác hơn, giải âm rộng hơn, và khi nó rung thì nó không bị, cái độ ngân của nó không bị ngắn cụt mà vẫn vang, vẫn rộng, tức là cái điểm ngân của âm thanh khi nó ngân ấy, nó vẫn vang, vẫn sáng đấy. Mặc dù có loa khá là nhỏ thôi nhưng mà khi đánh phòng khoảng 2-5 mét các bác nghe vẫn thấy đã, tức là đây là dạng loa gọi là nhỏ nhưng mà có võ, rất là nổi tiếng ở trên thị trường. Phía trước đây các bác này, con này thì có một số công nghệ như sau mà các bác quan tâm, một số đầu vào như sau. Ngoài CD em đã phát đây cho các bác thì nó còn có thể cho các bác chơi được thêm USB này. USB con này nó chỉ đọc tới đuôi WMA các bác nhá. Có cổng digital in, hai cổng digital in để các bác nối smart TV vào, một đường line in, một FM đó. Thì bây giờ em sẽ quay cho các bác phía sau để các bác có thể hình dung rõ hơn về kết nối của một bộ dàn mini này. Con này thì nó là được hàng đưa từ Nhật về các bác nhá. Do đó nó sẽ sử dụng điện 100V. Đấy. Đây. Em sẽ đưa thấp quay xuống cho các bác nhìn rõ.
JVC thì HR9 sử dụng cặp loa công suất là, các bác có nhìn rõ không ạ? Công suất là 50W. Đến cái bắp chuối các bác nhìn này, đây là bộ loa rất mới. Đến do cái bắp chuối, cái phần nối nó còn rất là sáng, rất là sáng các bác nhá. Rất sáng luôn. Ở đây như thế có những cái đường như là đường sub out để các bác có nối thêm loa sub. Một đường, hai cái đường này đường line in. Hai đường line in, một đường line out. Đó, một đường optical in, tức là cái đường để các bác nối smart TV. Và một đường coaxial. Cái đường coaxial này thì các bác có thể sử dụng cho em một cục thu Bluetooth của Ugreen 40855 để các bác kết nối cho em Bluetooth rất là hay. Và đây là đường IMFM. Đó, rắc bắp chuối bên này để các bác nối ra loa. Dây nguồn điện 100V. Thì nôm na là như vậy. Mẫu dàn này thì thực sự là rất là đẳng cấp và có đáng tính sưu tầm rất là cao. Bởi vì là nó còn quá mới các bạn. Còn quá mới. Rất nhiều bác hỏi em là sao quay cho nên nhìn nó đẹp thế. Và thực sự em nhà em quay thì cũng đơn giản, chỉ là dùng điện thoại quay thôi chứ không có gì cầu kỳ cả. Không chỉnh sửa gì hết. Quay xong là up lên thôi. Do đó là hình thức là như thế nào thì các bác sẽ cảm nhận được trong cái video ở trên máy các bác, nó là như vậy. Đó. Thì em xin nhắc lại cho các bác là hàng sẽ đầy đủ phụ kiện cho các bác. Dây khiển zin rồi dây IMFM rồi anten rồi sách hướng dẫn. Có mức giá cho bộ dàn là 16.500.000. Bác nào quan tâm thì hãy liên hệ số 0964801493 để các bác mua hàng các bác nhé. Và bây giờ mời các bác cùng lắng nghe cái chất âm đến từ mẫu dàn này.